Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử về chàng nhạc sĩ, ca sĩ đa tài Hoàng Tôn. Đối với những khán giả trẻ yêu âm nhạc, chắc không còn xa lạ gì với cái tên Hoàng Tôn đúng không nào? Nổi tiếng với những bài hát hay do chính mình sáng tác, mang đậm bản sắc riêng biệt, được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Là một ca sĩ, nhạc sĩ được rất nhiều người mến mộ, nên đời tư của nam ca sĩ luôn được quan tâm, đặc biệt là những xì căng đan. Tiểu sử Hoàng Tôn. Tên thật: Nguyễn Hoàng Tôn. Ngày sinh: 15 tháng 11 năm 1988. Quê quán: Hà Nội. Nghề nghiệp: ca sĩ. Bài hát nổi bật: Nước Hoa, I Love You So Much, Em Còn Nhớ Anh Không. Hoàng Tôn được biết đến là một trong những ca sĩ nổi tiếng cách đây vài năm. Anh được giới trẻ yêu thích qua những ca khúc tự sáng tác như Em Không Quay Về, Dành Cho Em, Bài Hát Tặng Em. Các giải thưởng của Hoàng Tôn: đề cử top 10 Làn Sóng Xanh 2011, top 10 Hepsita lần sau 2010, top 2 Nhóm Hát Tự Nhiên V-Press. Nguyễn Tôn con nhà nòi. Nguyễn Hoàng Tôn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật. Cha anh chính là nhạc công guitar, còn mẹ anh chính là giảng viên nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Tôn đã cho biết rằng bố mẹ đã giúp cho anh về chuyên môn, những khi Tôn cần ý kiến đã đóng góp cho một sáng tác hay một cách hát. Còn việc tới với âm nhạc là do đam mê của Tôn và gia đình đã tôn trọng quyết định ấy. Bà Hoàng Thu, mẹ Hoàng Tôn đã chia sẻ: vợ chồng tôi cũng không hỗ trợ được nhiều cho con, mà để cháu tự bơi thôi. Thấy con chọn con đường nghệ thuật thì chúng tôi cũng không bất ngờ, nhưng đầy lo lắng. Mẹ Hoàng Tôn đã cho biết: từ lúc 2-3 tuổi, Tôn đã thích hát và đã hát rồi nhảy Michael Jackson từ tuổi mẫu giáo. Sau này Tôn luôn tham gia vào văn nghệ và rất đam mê, cho nên chúng tôi cũng tôn trọng con. Nhưng mà vợ chồng tôi cho rằng, dù làm nghệ thuật cũng đã phải có nền tảng. Con muốn làm ca sĩ, cũng sẽ cần học đại học về kiến thức xã hội. Muốn làm nhạc sĩ, thì con cũng cần có kiến thức về ngôn ngữ. Vì thế nên chúng tôi hướng cho con học ngành ngôn ngữ. Cũng còn lập nhóm nhạc, sáng tác và đã nhận bài đặt của các ca sĩ trong nước và cả hải ngoại. Chính là việc con tự quyết định, tự làm. Khi mà hỏi về vai trò dạy con về chuyên môn thanh nhạc, thì chị Thu cười và nói: bố mẹ có giúp cho con, tuy nhiên không nghiêm túc giờ giấc kiểu lên lớp. Dạy học trò thì được, mà khi dạy con mình thì khó có nét học đường. Tôi có nghiêm lắm thì vẫn còn là dạy con trong nhà. Con cũng có những thời gian học cùng với các thầy cô khác để mà rèn luyện tốt hơn. Sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Tôn. Hoàng Tôn được biết đến với vai trò là tác giả của ca khúc được giới trẻ đón nhận như Nỗi Nhớ Đầy Vơi, Em Không Cần, Không Bao Giờ Xa Cách. Mỗi bài hát của Hoàng Tôn đều có mỗi bản sắc riêng. Anh từng hợp tác với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, cho nên ra nhiều sản phẩm chất lượng. Ngoài làm nhạc sĩ, Hoàng Tôn còn thành lập nhóm nhạc F-Boy. Đây cũng là nhóm nhạc mà anh cùng Phúc Bồ, Hưng Di C và Bảo Cung. Tuy nhiên, sau nhiều ồn ào, nhóm nhạc này đã tan giã. Hiện nay, anh không hoạt động showbiz mạnh mẽ như xưa nữa. Thay vào đó, khoảng vài năm thì Hoàng Tôn cho ra thêm ca khúc mới. Năm 2020, Hoàng Tôn kết hợp với Cu cho ra ca khúc mới Em Còn Nhớ Anh Không, được nhiều người đón nhận. Gần đây, Hoàng Tôn đăng nhá hàng ca khúc mới, khiến dân tình phấn khích. Diện mạo mới của Hoàng Tôn sau phẫu thuật thẩm mỹ. Tháng 10 năm 2016, Hoàng Tôn thẳng thắn chia sẻ về việc anh đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ đã khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với một diện mạo mới. Hoàng Tôn chia sẻ khi mới phẫu thuật xong, bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi trong vòng 6 tháng để các bộ phận trong khuôn mặt được hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, Hoàng Tôn đã xuất hiện sớm vì khán giả sẽ quên mất mình. Mặc dù sử dụng nhiều dao kéo, nhưng Hoàng Tôn vẫn bị chê là nhan sắc vẫn tệ hơn. Ngày 7 tháng 11, nam ca sĩ đăng tải câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và muốn cầu cứu. Anh muốn tìm cho mình một cơ sở uy tín để có thể sửa lại khuôn mặt bị lỗi. Anh cho biết khi phẫu thuật xong, mũi của anh bị biến dạng to sau 4 tháng phẫu thuật. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.